Chào cả nhà, hôm nay mình trở lại một cái vườn hoa gần ở nhà, khoảng là 5 phút thôi, hoặc là mình cũng có thể đi bộ khoảng là 10 phút sẽ đến cái vườn hoa này. Mỗi một năm là người ta sẽ trồng hai lần, một lần vào tháng 2 cho đến tháng 6 sẽ nhổ bỏ hết, rồi tiếp tục là tháng 7 sẽ trồng xuống tiếp những loại hoa khác, cho đến tháng 9 là sẽ nhổ bỏ. Sau khi đã nhổ bỏ hết tất cả những cái bông ở đây rồi đó, thì cái mảnh đất này vẫn tưới nước, vẫn bón phân, cứ như vậy mỗi năm thay đổi tất cả những loại hoa, không có năm nào giống năm nào hết. Sau cái mùa này đó thì những cái năm kế tiếp á, không bao giờ mình biết được là cái ngày nào là người ta sẽ trồng xuống, nhưng hôm nay là một cái ngày vô tình mình đến đây đó để xem thử coi có phải là trồng những loại rau củ quả hay không. Nhưng mà thật sự là không, thì lại thấy mấy anh hiện bây giờ đang trồng bông xuống. Bây giờ mình đi đến đó xem mấy anh này trồng bông như thế nào. Phải công nhận một điều á, có những lúc á mình đi ngang xuống đây để mà ngắm hoa, hay có thể ngồi một cái góc nào đó để mà hưởng thụ một cái ngày nắng ấm, bây giờ thì không có hưởng thụ nữa mà tới đó xem các anh này làm như thế nào. Mời cả nhà cùng đi với mình. Cái vườn hoa này năm nào cũng vậy đó, Hồng thường đến đây để mà quay những cái video cho mùa đông cũng như là mùa hè, rất rất là đẹp luôn. Nói đến mùa đông á, thì mình đứng ở dưới này nhìn trên đồi núi á, là sương mù, cây lá xanh tươi đẹp. Mảnh đất này á, thì năm nào cũng vậy, thay đổi hoàn toàn. Có những lúc mình cảm thấy rất rất là tiếc luôn, cái bông vẫn còn đẹp tươi nhưng vẫn phải nhổ lên. Vì đây là một cái chỗ mà người ta trồng hoa để cho nhiều người đến đây ngắm hoa, rồi chụp hình, quay phim. Mở cửa từ 8 giờ cho tới 6 giờ, đóng cửa thứ bảy và chủ nhật. Tuy nhiên khi mình vào trong này đó là mình chụp hình quay phim thôi, chứ mình không được là ngắt hoa ha. Đó là cái điều mà người ta không bao giờ muốn thấy. Người ta trồng hoa ở đây đó thì trồng ở từ xa xa rồi mới nhổ lên vào đây cắm xuống hết tất cả những cái mảnh đất mà mình thấy bây giờ ha, chỗ trống như vậy đó là sẽ cắm hoa. Hiện bây giờ thì mấy anh đang trồng xuống một cái chỗ bên này, những bên kia thì đã xong rồi. Đây là những cái xe mà chở hoa đến đây. Rồi bây giờ mình cùng xem thử coi mấy anh này trồng hoa như thế nào ha. Đồ nghề hoa, đây là những cái hoa mà đã trồng sẵn sàng rồi, bây giờ chỉ có đem đến đây rồi cho xuống những cái mảnh đất năm nay. Wow, hello, how are you? Wow, yes. Wow, đây là cách mà mấy anh trồng bông ha, cho mọi người xem đây. Đó là cứ mỗi một cái bông á là cho xuống liền như thế này nè. Rồi còn bên này á, người ta sẽ trồng từ ở trong đi ra. Rồi bây giờ xem thử coi ba anh này làm gì nha. Đây một người á thì thả những cái bông xuống nè, còn mấy anh là cứ cầm cái cuốc nè. Trời ơi nhanh quá trời luôn. Đây đó, cho mọi người xem thật sự đây là cách mà người ta trồng bông nha, để xuống đắp lại, quá là nhanh luôn. Wow, kia ra làm rất là hay ha. Đây giờ qua bên này xem mấy anh làm đó. Tất cả những cái mảnh đất này là phân rất là tốt nha. Ôi trời ơi, đó đơn giản, nhanh gọn và lẹ. Đây là cách mà mình cũng đã từng học cách trồng bông của mấy anh ha. Đó một người thì liền xuống, mấy anh thì cuốc đắp lại. How long is taking you to complete this project? How long? You don't know. Wow, mấy anh làm cái bằng nóng tuốt mồ hôi thầy. Cứ bốn anh, ba anh cuốc bỏ xuống, một anh thì rải ra. Đó, mình nói chứ trời ơi, nếu mà trồng hết những cái khu vực bông như vậy thì là bao lâu? Không biết là bao lâu, nhưng mà thấy đây, đó. Đây, anh nhổ ra, liền xuống. Sắp theo thứ tự, đó, hay ghê chưa? Màu hoa thì thường mình thấy cánh giữa đó ha, là trồng những cái loại hoa cao nhất. Rồi cái kế tiếp cái thấp xuống từ từ
Nhưng mà mỗi một cái gốc á, thì ví dụ bên cái gốc này á, là hoa màu tím, còn cái gốc bên kia á, là hoa màu hồng. Đó, bây giờ mình qua bên kia xem thử coi là đã xong nhìn thấy như thế nào. Đây, ba anh nè. Bên này thì đã làm xong rồi. Đó, nó là màu tím với lại màu hồng. Còn bên kia thì màu vàng, màu đỏ và màu cam. Bây giờ mình đi qua bên kia xem như thế nào. Khi mà hoa đã cho xuống dưới đất rồi đó ha, là một ngày sẽ tưới là 2 hoặc 3 lần cho hoa tươi tốt trở lại. Đây là cách mà người ta trồng ở trong cái vườn hoa. Còn những cái chỗ mà có business này kia đó cũng sẽ mướn những người trồng xuống như thế này. Đây là cái bông này, nó là bông mồng gà màu vàng hay là mùng gà gì đó mình quên rồi ha. Rồi ở đây có là cái lối đi nè, đến cái mùa bông đẹp lắm. Rồi bên này đó, bây giờ mình sẽ quay một vòng cho cả nhà xem hoa đẹp như thế nào dưới những bản nhạc mà phải nói rằng là im lìm ha. Đây màu đỏ nè, đẹp ghê chưa. Rồi bây giờ mình sẽ đi một vòng. Và đây là chiếc xe mà đã chở những cái bụi bông đến để mà cho xuống ở dưới đất. Vườn hoa ở đây rất là lớn luôn, nhưng chỉ có một điều là mình không có vô cái trong mà người ta đang trồng bông ở trong đó như thế nào, bởi vì ở trong đó đó là mình phải có cái license để mà vào đó xem. Một năm thì có 2 mùa người ta sẽ mở ra những cái event để cho ai đó muốn mua bông á thì vào đây xem. Nhưng tất cả là công ty lớn như là Home Depot, Lowe, Costco thì không có vào trong này mua, bởi vì cái số hàng mà để mua hoa về để mà bán ra những cái chỗ khác á phải mua một cái số rất là lớn luôn. Hôm nay mình nấu gì đây? Hôm nay mình sẽ nấu một món ăn, đó là canh đậu hũ hẹ. Bởi vì hồi tuần rồi có mua nguyên một cái dĩ hẹ người ta bán á, rất là nhiều. Chiên trứng với hẹ rồi nè ha. Rồi làm bánh bèo hẹ, làm mỡ hành hẹ để mà ăn với cà tím. Nhưng mà hôm nay phải làm cho hết cái bó hẹ này, chứ không nó hư thì uổng lắm. Cho nên phải nấu một món đó là canh đậu hũ hẹ bắp trái. Mình ở Gilroy, thành phố Bắc Cali đó, là một cái cánh đồng phải nói là rất là lớn luôn, nhiều mẫu đất lắm. Năm nào cũng vậy ha, người ta trồng ớt, cà, bông cải, bắp cải đi theo mùa hết á. Rồi bây giờ là tới cái mùa thu hoạch bắp. Bắp rất là ngon, là bắp trắng, rồi bắp vàng, nhưng mà bắp trắng nhiều hơn.
cứ mỗi một cái trái bắp á là như vậy nè, nó bự ơi là bự ha. Đây rồi á, mình lựa cứ mỗi một trái là 25 cent, cứ cho vào trong cái bịch, cứ nói với người ta là trong bịch này là bao nhiêu trái là trả tiền thôi, chứ người ta cũng không có lấy ra đếm đâu đó. Mà hồi xưa đó hả, là người ta để sẵn từ thùng, chứ thùng nghĩa là 50 trái, cứ tính trái là 25 cent, chứ không phải là thùng là mình rẻ hơn đâu, không có ha. Nhưng bây giờ thì không. Rồi mua về là cứ chặt bỏ cái đầu, chặt bỏ cái đuôi này nè, rồi lột, trời ơi rất là ngon. Mình nấu chè bắp ngon, không cần nếp nhiều đâu, ít nếp thôi, cho bắp với nếp vô nấu cùng một lúc luôn, rồi cho nước dừa vào luôn là thôi ngon, bá trái nhanh gọn và lẹ. Bởi vì bắp này rất là mềm. Hôm nay Hồng đi San Jose, trời ơi, phải nói là vô cùng hồi hộp. Trên chuyến đi á, là đi hồi lúc 8 giờ sáng, mà đến cái chỗ lấy hẹn á, là 2 tiếng đồng hồ lái xe. Cái vui của mình á, mừng của mình á là gì? Kẹt xe, trời ơi, đi đâu mà chỗ nào kẹt xe là mình vui lắm, mình mừng lắm. Tại sao vậy? Thì cứ từ từ mình đi theo người ta đó, từ từ cứ nói đuôi. Còn mà không kẹt xe mà chạy cứ dù như là mình, ôi mình sợ lắm nha. Có nhiều người mình chạy như vậy đó mà người ta còn chạy lên trên nữa ha, là người ta lạng qua. Mình sợ lắm, sợ nhất là đi về San Jose. Mình nói thật, mình không thích về hướng đó đâu. Tóm lại là không thích lái xe, nhưng mà hôm nay bắt buộc là phải lái. Đi xong rồi về cái mình nói cháu ngoại đi vô cái vườn hoa xem thử coi người ta trồng cà với lại ớt với này kia nọ coi làm sao. Nhưng mà vô trồng thì không có, người ta nói không, năm nay là không có trồng vậy đó, trồng tiếp đó là bông, một năm có 2 mùa, một mùa đó thì trồng cái bông này đến tháng 6, thường là người ta trồng tháng 2 cho tới tháng 6 là nhổ bỏ hết. Mình có làm video ha, uống vô cùng luôn, bông đang đẹp gì đó mình nhổ bỏ hết. Rồi bây giờ trồng cái mới xuống, đến tháng 9 là nhổ bỏ nữa, rồi từ tháng 9 chờ đến tháng 2 á, là những cái mảnh đất đó là không có bông hoa gì hết, người ta vẫn tưới nước, vẫn bón phân bình thường. Mấy cái anh đó là mấy anh mà mình hỏi đó cách trồng sao đó, hôm nay là mình quay ha, trồng bông lẹ lắm, lẹ vô cùng, còn trồng mà ớt cả còn lẹ nữa. Cứ một anh là liệng xuống, anh này cứ theo cuốc trồng nó đi giống như cái hàng mà vòng tròn, xong cái là xong hết, mọi người xong luôn. Phải nói là cái cách mà người ta chia ra để làm á hả, rất là nhanh. Cũng như mình nấu ăn vậy đó, mình sẵn sàng hết rồi, cái khi nấu là nấu cái xong, món nào xong món đó, dọn dẹp sạch sẽ giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Bây giờ đứng đây nói mà vẫn chưa nấu món ăn gì hết. Trái sau khu vườn thì nhiều lắm, nhưng mà vẫn phải đi mua cà trái lại sao, chưa chín. Trời ơi, sao năm nay mình trồng cái gì nó cũng chậm hết trơn, trời à. Bây giờ mình sẽ nấu một món ăn, đó là chè bắp. Chè bắp rất là dễ nấu. Một là mình sẽ mua những loại bắp ở trong cái lon. Hai là mua bắp ở trong những cái tủ đóng đá. Nhưng mà những cái bắp đó là bắp vàng chứ không phải là bắp trắng. Còn nếu mà mình nấu bắp trắng thì mình phải đợi đến cái mùa hè mà người ta bán bắp nè. Mình mua về mình làm bảo đảm hả, trời nó ngon, nó ngon vô cùng. Cách mà mình luộc bắp ha, bắt cái nồi nước cho nó thật là sôi, mình thả bắp vào để cho nước cứ sôi như vậy á, 5 phút tắt lửa đậy nắp, để thêm vài phút nữa lấy bắp ra là ôi ngon vô cùng, ngon thiệt là ngon luôn. Đó là cách mình luộc bắp nha. Còn bây giờ nấu chè bắp nấu sao hả, cũng đơn giản lắm. Bắt cái nồi nước cho thật là sôi, cho chút xíu muối vào, sau đó nước đã sôi rồi đó thì mình mới cho bắp vào luộc khoảng vài phút, bởi vì mình cho bắp nó chín trước nhất, sau đó mình sẽ cho nếp vào. Bởi vì khi mình cho nếp vào đó thì cái hộp nếp nó kín tới, nó không có bị bấy, mình thấy được cái hộp nếp nó dẻo, nó đi chung với bắp. Rồi sau đó đó thì mình mới cho đường vào, mình nấu nước dừa để ở ngoài, mình ăn bao nhiêu mình chế bấy nhiêu. Trong cái món chè bắp đó, thì mình có thể cho vào như là lá dứa nè, hay là cái hoa bưởi, hoặc là vanilla, đơn giản thôi. Còn đường á thì mình bỏ vào từ từ, ít thôi, đừng có bỏ nhiều quá, không có ăn ngọt. Và cũng thường hay chia sẻ là khi mình dùng đường để mà nấu ăn á, là mình sẽ dùng baking happiness. Còn nấu những món ăn gì mà đặc biệt á thì mình lại dùng mật ong. Có một chị nói rằng là chị cũng mua mật ong giống như Hồng đã chia sẻ ở trong chợ Costco, nhưng không biết sao chị để đó thì nó bị đóng cục lại, rồi lại có cái màng đường nằm ở trên.
Cái đó thì Hồng không biết ha, nhưng mà cái mà Hồng mua hồi nào tới bây giờ á, ở trong Costco hoặc là ở ngoài các chợ Mỹ đó, miễn sao là cái mật ong đó 100% là mật ong, rồi để thêm một cái chữ là không có bỏ vào những cái chất bảo quản. Hơn nữa đó, khi mà mình nhìn vào trong cái hũ mật ong đó, nó để cái chữ rất là rõ là chữ R, là chữ R, chữ E, rồi chữ W đó. Tất cả những mật ong mà Hồng để ở ngoài cũng như trong tủ đá là không có bị nha đó, cho nên mình cũng không biết sao hết, nhưng mà để cái tốt nhất mà khi mà mình mua mật ong á, mình cầm cái hũ đó lên á, mà mình thấy nó có cái màng hơi giống như đặc đặc mặt ở trên á, mình đừng có mua. Còn nếu mà mình thấy nó bình thường thì mình mua thôi, còn có thể mình cũng có thể để lên để xuống vậy nè, mình thấy mật ong nó chảy như vậy đó là được rồi. Mật ong có rất là nhiều hiệu để cho mình mua, cái hiệu mà mình mua trong chợ Costco á thì nó rẻ hơn nhiều. Nhưng tại sao? Bởi vì Costco là độc quyền cho cái hiệu Kirkland. Cái gì mà Kirkland á là Costco làm ra, còn những cái hiệu khác á là không phải của Costco, người ta chỉ đem vô Costco để bán mà thôi. Bắp hôm nay nó quá là ngon luôn. Mình giữ lại mấy cái này cho vào tủ đá, khi nào mà mình cần nấu những món ăn gì á mà cho nước nó ngọt á, mình lấy mấy cái bắp này ra ha, đừng có bỏ nha. Bởi vì cho nên á, mình nói trời cắt như vậy lấy khúc trên còn trong bỏ uổng quá, không có đâu, mình không có bỏ đâu, mình để tủ đá đó. Mình cắt hết này rồi mình qua bên kia mình nấu chè. Nước dừa thì mình dùng coconut cream, mình cho vào đây chút xíu muối, mình nấu cho lúc nó hơi sôi sôi lên như thế này ha. Rồi mình sẽ dùng ở trong này á, là một muỗng canh đường, nửa muỗng canh bột khoai potato đó mình cho vào để mà mình đánh cho nó sệt lại. Đơn giản lắm, đây là cách mà mình nấu cái nước dừa để mà mình ăn với bánh lọt hoặc là chè sôi nước. Nếu mà mình muốn nó thơm nữa đó thì mình cho lá dứa vào. Nhưng hôm nay mình không có cho lá dứa đó, mình phải để cho nó thật là sôi lên rồi mới tắt lửa. Chè bắp. Với công thức hôm nay Hồng sẽ nấu là 4 trái bắp. Nếu mình không có dùng bắp tươi thì mình cũng có thể dùng là 2 lon bắp hộp hoặc là một gói bắp ở trong tủ đá. Nếp, mình sẽ dùng là nửa chén nếp cho đến một chén nếp, tùy theo là mình thích ăn nếp nhiều hay là không. 5 chén nước lạnh, 1/8 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường. Bắt cái nồi nước cho nó sôi, sau đó mình mới cho bắp vào. Thời gian mình nấu bắp khoảng là 5 phút. Sau khi bắp đã được rồi thì mình mới bắt đầu cho nếp vào. Cái hột nếp cũng như là bắp, hai đều phải bằng nhau, không quá là nhiều bắp hoặc là không quá nhiều nếp. Sau thời gian mình nấu khoảng là 10 phút thì mình sẽ thấy được cái hột nếp nở đều, không có quá bấy. Và bây giờ mình mới cho vào mùi vị mà mình thích nhất, thí dụ như là lá dứa hay là bưởi hoặc là vanilla. Bây giờ cái nồi chè của mình đã xong rồi, mình cho đường vào, chỉ dùng là một muỗng canh đường là đủ rồi. Khi mình cho đường vào rồi đó, mình chỉ cần quậy sơ thôi, tắt lửa liền. Đợi khoảng 5 phút sau mình thử lại cái nồi chè này, khi mà mình bỏ đường vào mình thử liền á thì mình sẽ thấy được là không có đủ ngọt. Vì vậy cho nên lúc nào mình cũng phải tắt lửa đợi, rồi sau đó mình ăn thử thì cái đường nó mới bắt đầu cho mình thấy được là cái độ ngọt như thế nào. Hơn nữa trong cái nước dừa mình đã nấu sẵn rồi, cũng có đường rồi, cho nên đừng ăn ngọt quá. Thời gian rất là nhanh thì mình đã nấu xong một nồi chè bắp rất là ngon, không có cần phải cho nhiều đường, ăn dừa ngọt ngọt là được rồi, cũng như là nước dừa cũng vậy. Thường á là Hồng dùng chỉ là một muỗng canh đường, mình cho vào từ từ, mình nêm thử coi có vừa ăn chưa, đừng có ngọt quá, bởi vì thời gian cái đường á nó tan ra nó sẽ ngọt nhiều hơn, cho nên lúc nào cũng vậy đó, mình cho ít đường lắm. Rồi thì nước dừa cũng vậy, mình chỉ cho chút xíu muối, chút xíu đường, bởi vì chè đã ngọt rồi, chỉ cần là cho nước cốt dừa lên là mình ăn được rồi, rất là ngon.
Hồng xin mời cả nhà một chén chè, một chén chè rất là đơn giản, rất là dễ nấu. Hôm nay đi San Jose về hơi mệt cho nên cũng không có chia sẻ nấu món ăn gì cho ngày hôm nay. Hồng xin phép tạm ngừng và hẹn lại cả nhà vào ngày mai. Bye bye. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Cảm ơn rất nhiều. Xin hẹn lại video ngày mai.